Em muốn gửi lời cảm ơn tới anh Thành rất là nhiều. Thật ra thì khi ngày hôm nay em quyết định em học á, thì đây là cái khóa học đầu tiên em bỏ tiền túi ra em đi học. Đó giờ em chưa bao giờ em đi học khóa học nào hết. Đối với em, anh Thành á, là cái gì đó giống như là cái, nói chung là em rất là biết ơn anh. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là sau khi em học anh xong, em có những tiệp khách hàng mới. Và đặc biệt là cái tri thức về kinh doanh của em, nó bắt đầu nó đi lên. Và cái định hướng cái nghề nghiệp của em nó cũng tốt hơn. Và đặc biệt là em lại đem cái việc mà em học quảng cáo từ anh, em giới thiệu cho bạn bè em rất là nhiều. Và em đã đưa những cái trang fanpage khác cũng đi lên cùng em luôn. Nhưng lúc đó thật sự là sau khi em học xong á, thì em phát hiện ra là có rất là nhiều cái sai, nhưng mà em chạy vẫn ra đơn. Em chạy vẫn ra đơn và em định hình thương hiệu em tốt hơn. Cho nên là đối với em thì cái này là cái lời em cảm ơn tới anh.